Đường Việt Nam vừa dài vừa hẹp, gái Việt Nam vừa đẹp vừa xinh, trai Việt Nam quý như vàng ngân giá, gái Việt Nam như đá quý ngàn năm. Gái Việt Nam dễ thương duyên dáng, trai Việt Nam phóng khoáng hào hoa. Trời ơi, dài nhiều tôi vô cả ngày luôn, mấy ơi, lắc lắc kìa thôi. Chị kia thôi, chị kia, sắp đêm thôi, có nhà, sắp đêm thôi. Có nhà, có nhà. Trời ơi, nhìn phải thử. Trời ơi, trời ơi, cũng nói rồi, bà không quýnh hết trơn, cũng quýnh nhẹ nhẹ. Cái đủ xài coi quýnh chi dư dữ vậy nè, trời ơi. Ở đây là đỡ, ở đây nè. Mà, tao chỉ tìm kiếm, có gì không? À, tắm rồi, có gì làm, tao tìm kiếm, tao sỏi chỉ chơi vậy mà. Tìm nhầm người rồi, kim này già tình tích rồi còn lỗ đâu sỏ. Trời ơi, nhìn bà kìa, nhìn bà kìa. Tôi nhớ bà ngày xưa cũng nổi tiếng một vùng, chân dài tới nách, mà lông nách này dài tới chân, mở đây ơi, đồ hớt quá. Cái thời đó chưa rồi diễm, mà ông ăn mặc gì kỳ cũng ho me lè lẹ nhé. Tính bò già đi gặm cỏ non hả? Bà xưa rồi, bà không nghe ông bà ta đừng nói sao. Bò không ăn cỏ, bò ngu, trai không gái ngu, trai ngu không bò. À, vậy là hôm nay nó không bò vậy à? Ơi, đừng bà dày chết rồi. Thấy ăn mặc cho tôi nè, đó, để tôi yêu đời nè, mốt mới bây giờ đó bà ơi. Yêu đời, yêu đương gì tôi không hiểu. Ông nói yêu đời, tôi nghe coi. Bà không biết gì về tình yêu nè, bà nghe tôi nói về tình yêu nè, nghe tôi nói về tình yêu nè. Tình yêu như thể rút thăm, rút trốn thì sướng, rút nhầm thì ra. Đó. Tình yêu như thể con dao, đâm vào đau đớn càng đâm càng nhiều. Và nghe chưa, nghe chưa. Trời ơi, hôm nay Trần Đức có chắc cuộc thi Trần Đức có thay lần. Tôi tính qua lúc bà đi nhảy có vui mà thấy tình hình là ngôi cô ơi, tiếc quá, tiếc quá. Trời, nhảy cái kia tôi còn không nhảy được, nhảy cái này sao tôi nhảy. Nhảy cái gì bà già? Ồ, già cũng đến nước cá ngủ nó băm tua tính nhảy cầu điện hay nhảy cầu trốn nữa hả? Vậy, nhảy cầu là dành cho giới trẻ có độ cung cúc rồi mà nó nhảy được có một lần duy nhất trong đời. Còn tôi đây là nhảy đầm. Nhảy đầm, bà già tôi nhảy đầm. Mà tôi 60 tới nơi rồi nhảy nhót cái gì nữa. Ai nói với bà 60 là già, ai nói với bà 60 là già. Bà nói, bà nghe tôi nói nè, 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua vậy thì 70 mới hết tuổi thiếu nhi, 75 là tuổi mới đi vào đời. Vậy thì 80 là tuổi ăn chơi, 85 là tuổi yêu người yêu hoa. Bà nghe nè, bắt đầu già nè, bắt đầu già nè nha. Bà nghe bắt đầu già nè. 90 mới gọi là già. Đêm đêm ta cứ mặn mà yếu hơn. Đó, bà nghe chưa? 100 mới có lượng diêm dương. Bảo diêm dương này tâm lý lắm nha. Cũng bảo là cứ ở trên ấy mà yêu thương cái mặn lòng. Chừng nào đạn hết lên đồng, từ từ nằm xuống mới xong một đời. Bà nghe chưa? Thôi nghe anh nói máu quá, tôi với ông làm bạn đi. Hả? Hả? Nha. Con sông thể ra đời có đời nào, sao sẽ đọc cùng đời. 20 năm đầu, trước chúng ta là cùng. 20 năm sau sẽ đưa ra người. Thank you.
Xin cảm ơn cặp đôi rất nhiều. À, mà ban tổ chức chúng tôi cũng chưa thấy rằng là người con gái Việt Nam nào mà cơ bắp như thế. Rất tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn các cặp đôi đã cho chúng ta thưởng thức phần tài năng hết sức đa dạng của mình. Và tiếp theo là phần thi phối hợp bản ý. À, lưu ý ban tổ chức chúng tôi sẽ chiếu một clip về sản phẩm của đất nước. Và các cặp sẽ chọn ra một người quay ra ngoài, một người quay vào trong, một người quay